Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 21 tháng 2 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Tướng quân đội tràn sang ngành tuyên giáo. Thượng tướng quân đội Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa được Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam cử giữ chức vụ mới thay thế cho ông Võ Văn Thưởng làm trưởng ban tuyên giáo trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, một động thái kiện toàn nhân sự cho dàn lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Việt Nam hậu Đại hội 13 của Đảng này. Một tướng lĩnh từng là Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam vừa được Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam cử nắm chức vụ khá quan trọng này. Và dường như đây là bàn tay sắt của Đảng Cộng sản sẽ đè lên người dân Việt Nam trong thời gian tới. Hôm 19 tháng 2, cơ quan truyền thông của nhà nước Việt Nam cũng đồng loạt đưa tin Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, nguyên quán tỉnh Tiền Giang, miền Nam Việt Nam, được ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam bổ nhiệm vào chức vụ này thay thế cho ông Võ Văn Thưởng, cựu trưởng ban, người vừa trước đó được cử vị trí lãnh đạo thường trực ban bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Thượng tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa được Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam cử giữ chức vụ mới thay thế ông Võ Văn Thưởng. Vào ngày 19 tháng 2 năm 2020 tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tham dự hội nghị có các ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng nhiều đồng chí lãnh đạo cán bộ ngành trung ương. Tờ báo Nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa tin như thế hôm thứ Sáu. Tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng ban và Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định số 06 vào ngày 18 tháng 2 năm 2021 của Bộ Chính trị về việc phân công Ủy viên Ban Bí thư. Nội dung được đưa ra như sau. Theo quyết định số 06, Bộ Chính trị phân công đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Thượng tướng, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam giữ chức trưởng ban tuyên giáo Trung ương. Đồng chí Võ Văn Thưởng đã trao quyết định tặng hoa và chúc mừng đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa. Cùng ngày, trang thông tin điện tử của Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết thêm như sau. Phát biểu tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư ông Võ Văn Thưởng chúc mừng Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam được Bộ Chính trị phân công đảm nhiệm chức vụ trưởng ban tuyên giáo Trung ương. Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, ông Nguyễn Trọng Nghĩa được đào tạo cơ bản, được rèn luyện, thử thách trưởng thành trong quân đội, đã trải qua nhiều nhiệm vụ quan trọng từ cơ sở đến lãnh đạo chủ chốt của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Với kinh nghiệm phong phú được tích lũy từ những năm tháng công tác trong quân đội, với sự am hiểu về công tác tư tưởng, văn hóa, văn nghệ, báo chí, truyền thông và với sự gắn chặt chẽ của ông Nguyễn Trọng Nghĩa với Ban Tuyên giáo Trung ương thời gian vừa qua, Bộ Chính trị đã tin tưởng ông sẽ được hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đây là hình ảnh ông Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa của Việt Nam. Theo trang tin của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Trọng Nghĩa sinh năm 1962, là Bí thư Trung ương Đảng, Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông có trình độ lý luận, chính trị cấp cao, trình độ chuyên môn là cử nhân khoa học xã hội và nhân văn. Vẫn theo trang tin này, ông Nghĩa được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12 vào tháng 1 năm 2016 và là đại biểu Quốc hội khóa 14. Mới đây, tại Đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông tiếp tục được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026. Và tại hội nghị thứ nhất của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, ông trúng cử vào Ban Bí thư Trung ương Đảng. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa là Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam từ năm 2012 cho đến nay. Ông được thăng quân hàm Trung tướng năm 2013 và Thượng tướng vào tháng 9 năm 2017. Đây được cho rằng là một động thái khá bất ngờ so với quy hoạch. Từ Hà Nội vào hôm 19 tháng 2, một nhà quan sát chính trị từ Việt Nam, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu cấp cao và khách mời thuộc Viện Đông Nam Á của Singapore đã đưa ra bình luận như sau. Đây là một động thái khá bất ngờ bởi vì trong danh sách nhân sự người ta dự kiến, ông Nguyễn Trọng Nghĩa được sắp xếp sẽ lên làm chức chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam mà bổ nhiệm như vậy sẽ làm xảy ra một khả năng khác. Đó là Đại tướng Lương Cường có thể sẽ ở lại vị trí chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, nhưng nếu điều đó xảy ra thì cũng vẫn phù hợp bởi vì chức chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam rất quan trọng bởi vì như chúng ta đã biết rằng từ trước đến nay, chức vụ này không chỉ quan trọng trong quân đội Việt Nam mà chức vụ này người ta vẫn đưa người từ quân đội ra ngoài để làm các việc dân sự khác hoặc để làm các việc của Đảng. Cho nên nay từ quân đội, ông Nghĩa được đưa ra ngoài làm trưởng ban tuyên giáo Trung ương Đảng cũng là một bước không phải là không có tiền lệ.
nhưng do với danh sách dự kiến trước đây, người ta thấy có bất ngờ một chút. Đây là hình ảnh một trong những lĩnh vực mà Ban Tuyên giáo Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam mà tân trưởng ban Nguyễn Trọng Nghĩa đảm trách là sẽ chỉ đạo đường lối quản lý báo chí, truyền thông của quốc gia có gần 100 triệu dân này. Nhận xét về năng lực và tư duy, tư tưởng của tân trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và liệu vị tướng này có thể phù hợp ra sao so với cương vị mới đảm bảo đảm nhiệm, Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nói tiếp như sau. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa có quá trình công tác 42 năm trong quân đội, mà chủ yếu ông làm công tác đảng trong quân đội, tức là làm chính trị viên rồi lên tới làm chính ủy, rồi lên các cấp cao hơn trong công tác đảng, có một phần gọi là công tác tổ chức nhân sự của quân đội. Rõ ràng, nhìn một lý lịch như thế có thể thấy rằng ông có đậm kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác của đảng, công tác nhân sự và công tác chính trị quân sự trong quân đội mà thôi. Chưa thấy có một tín hiệu, thông tin gì cho thấy ông có kinh nghiệm về lĩnh vực mà Ban Tuyên giáo Trung ương có nhiệm vụ cả. Ví dụ như không thể thấy được mối quan hệ giữa của công việc của ông ấy đã làm với những nhiệm vụ về đường lối, chính sách khoa học, công nghệ, rồi văn hóa, giáo dục, truyền thông, báo chí, chưa thấy liên hệ đó. Cho nên việc này nếu mà nói ra thì thấy rằng ông chưa hề có kinh nghiệm gì phù hợp với cách chọn của Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 và của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Đảng Cộng sản Việt Nam, có vẻ chắc phải có một lý do nào đó, nhưng công luận chưa nhìn thấy rõ vì sao mà ông bị đưa về đây. Tuy nhiên, nếu xem lại những vị trước đây đã từng làm trưởng ban này thì trước ông Nguyễn Trọng Nghĩa thì thấy các vị đó cũng đến thế thôi. Ví dụ như có người làm báo chí trước đây như ông Đinh Thế Huynh. Ông Huynh từng làm báo Nhân dân, nhưng về khoa học, công nghệ, giáo dục, văn hóa thì trước đó cũng chưa làm gì cả. Ông Nghĩa thì cũng đến thế vậy mà thôi. Và từ chính trị quân đội chuyển sang tuyên giáo của đảng thì mọi việc sẽ như thế nào cũng là câu hỏi được dư luận đề ra. Đây là hình ảnh ông Võ Văn Thưởng vừa được Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam cử nắm chức vụ thường trực Ban Bí thư ngay sau Đại hội lần 13 của Đảng. Tiếp tục bình luận về việc tân trưởng ban tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam là một tướng vừa chuyển sang chức vụ mới từ Tổng cục Chính trị thuộc quân đội. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp đã nói tiếp như sau. Cái này thấy rõ là từ trước là Đảng giao quân đội một việc mà không phải chỉ chống ngoại xâm, tức là không chỉ bảo vệ Tổ quốc bằng cách chống ngoại xâm, chống lại quân đội của các nước khác đến xâm lược. Ví dụ như thế, mà người ta còn có một nhiệm vụ nữa là nhiệm vụ là chống diễn biến hòa bình. Đấy là một nhiệm vụ mà Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền giao cho quân đội. Còn một lĩnh vực mới mà quân đội cũng được giao, đó là tác chiến trên không gian mạng. Phần tác chiến không gian mạng mà quân sự có tính chất quốc phòng thuần túy thì không phải thuộc Tổng cục Chính trị nơi tướng Nghĩa làm phó chủ nhiệm. Có một bộ tư lệnh như thế làm công việc đó thuộc Bộ Quốc phòng, còn phần chống diễn biến hòa bình hay những gì chống lại những gì, những hành động nào được quy là chống lại nhà nước và Đảng Cộng sản Việt Nam thì Tổng cục Chính trị có những nhiệm vụ nhất định. Thế thì đưa tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ra làm việc mới như vậy ở Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, công luận sẽ cần chờ đợi xem một thời gian nữa như thế nào. Tuy nhiên, việc ông Nghĩa ra Ban Tuyên giáo còn gợi ý tới một ý nghĩa khác, đó là nếu trước đây ông được bầu vào Bộ Chính trị thì nó sẽ dễ, nhưng lần này ông mới chỉ là thành viên của Ban Bí thư Trung ương Đảng mà thôi. Do đó, đưa ra hay điều chuyển như thế nào có thể là một bước để trong một thời gian nào đó ông ấy sẽ trở thành Ủy viên Bộ Chính trị, vì chức vụ trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng từ mấy khóa vừa rồi nằm ở hàm Ủy viên Bộ Chính trị, không phải là Ủy viên bình thường của Ban Chấp hành Trung ương Đảng hay Ủy viên Bí thư nữa. Đây là hình ảnh các pano cổ động chào mừng Đại hội Đảng đại biểu toàn quốc lần thứ 13 tại huyện Lệ Thủy, Quảng Bình trong những ngày nước ngập lụt do cơn bão số 7. Như vậy, có thể động thái này được đưa ra để ít nữa người ta bổ nhiệm ông vào Bộ Chính trị chăng? Còn như có ý kiến nào đó đưa ra nói rằng đưa ông ấy sang Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng mà để có bàn tay sắt vân vân trong nhiệm kỳ thứ 3 của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì thực sự ra là rất khó dự đoán. Vì người ta thấy việc ấy, tức là việc được ví với bàn tay sắt nào đó trong Ban Tuyên giáo, thì lâu nay dư luận vẫn là đang cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn đang làm, đã được làm rồi và tới đây khó có thể làm căng hơn được nữa. Nhà phân tích chính trị đã nói với đài BBC từ Hà Nội hôm 19 tháng 2 như vậy. Được biết, từ trước tại Việt Nam, tướng Lê Quang Đạo từ năm 1982 cho đến 1987 từng là Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban khoa giáo Trung ương, phụ trách công tác dân vận, khoa học và giáo dục, cũng đã từng tham gia đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Sau đó có tướng Đặng Quốc Bảo, người từng là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 4, nguyên là Bí thư thứ nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,
đã từng nắm giữ chức trưởng ban khoa giáo Trung ương Đảng từ năm 1987 đến năm 1991. Một trường hợp khác được biết đến nhiều là tướng Trần Độ. Ông chuyển sang ngành dân sự giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Văn hóa kiêm Phó ban tuyên huấn Trung ương phụ trách văn hóa văn nghệ. Khi Ban Văn hóa văn nghệ Trung ương được thành lập vào năm 1981, tướng Trần Độ giữ chức vụ trưởng ban kiêm Thứ trưởng Bộ Văn hóa. Ở chức vụ này, ông đã soạn nghị quyết số 5 củng cố tiến trình cởi mở văn hóa trong thời kỳ đổi mới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay Chủ nhật ngày 21 tháng 2 năm 2021 với bản tin Việt Nam tướng quân đội tràn sang ngành tuyên giáo. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.